Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hentai Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của cái tựa game, đó chính là Bảo Bối. Bảo Bối Huyền Thoại các bạn ơi. Và ở đây thì mình đã lên tới level 7 rồi nè. Ở cái tập trước thì nó cho mình vô cái khu vực quên mất tiêu cái khu vực gì rồi. Nhưng mà anh em chúng ta đã mở được bản đồ thị trấn này các bạn. Đấu trường. Đây, anh em mình di chuyển đến đấu trường nha. Ôi cha, và đây anh là HNT Channel. Bước vào đây coi ghẹo được ai không nè. Wow, 2 ngày và 2 tiếng hả. Ui trời trời, nhiều cái căng vậy. Rồi, mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Anh em chúng ta thử coi đấu lại ai hay không nha. Wow, mới chơi một chút xíu thôi mà pin mình nó muốn chịu nổi luôn. Let's go. Rồi, đấu trường. Xúc luôn các bạn ơi. Đối phương đang chọn skill chờ nữa thử. Đây đây đây, xem hai anh ta di chuyển đây. Bốc hơi, vẫn không đủ các bạn ơi, vẫn không đủ điểm để hạ luôn. Ôi, mấy con này gì sao mà khỏe thế. Rồi, cứ từ từ mà thông thả nha. Hai anh ta thì chắc không thua đâu các bạn ơi, xem mình thể hiện đây. Wow, đối phương chọn chiêu gì mà lâu thế. Pikachu. Ui, hiệu ứng phóng điện cực đẹp luôn mọi người ơi. Công nhận cái tựa game này anh em nhìn hiệu ứng thôi là thấy kết rồi đó nghe. Wow, anh em mình được bạo kích luôn cả. Nửa cây. Ui, tiệt chiêu điện hay là tiệt chiêu lửa vậy men. Hà điện các bạn ơi. Rồi, bơm hạt giống. Ủa chà, chú ấy đang bắn rất là khí thế luôn. Rồi chóng váng bé lửa của mình luôn. Rồi bây giờ tới anh em mình, nãy giờ mà dồn có một con thôi mà bính chưa tắt được. Ba đập một đó các bạn. Tính ra là ba đứa đập một đứa luôn ấy. Vẫn chưa dứt điểm được luôn. Nữa hử. Công nhận cái độ trâu của chú này không phải dạng vừa nha. Cái độ này gọi là siêu trâu luôn ấy. Rồi, mình gọi là phải bằng mọi giá dứt được một con chứ hử. Sau đó là 3 quýnh 2 thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn nhiều ha. Dứt điểm. Yeah, một em đã bị hạ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên thứ hai nha. Đó, 3 quýnh 2 ca này nên chúng ta mới có lợi thế nè. Wow, di chuyển nhanh nhanh nào mấy bạn ơi. Ui, các tên bạn có cái con ha. Giống như là cái con trợ thủ vậy đó. Con này chết là con kia sẽ lao ra vậy. Rồi, cố lên, cố lên. Wow, xài toàn mấy chiêu kinh khủng không. Đây có nút bỏ qua nè anh em. Anh em chúng ta bây giờ lượn cho lẹ đi ha. Thắng lợi đi, trời ơi. Cái nút đó mà nãy giờ nó cho mình ngồi coi mệt nghỉ luôn. Ghê thiệt. HNT Channel đâu rồi. HNT Channel của chúng ta đây, mới level 7 thôi, xem bạn level 8 cả. Mình thua người ta chút xíu rồi. Nhận được thưởng rồi, khoan khoan khoan. Đâu rồi, nhận thưởng. Wow, con Lý dễ sợ ha. Thắng 4 trận là chúng ta sẽ nhận được thưởng cao hơn nữa nè. Rồi bây giờ anh em mình đó là phải đi nâng cấp rồi mấy cái bé Pokemon của mình cho nó khỏe khỏe lên chút xíu ha. Đây, qua từ server để coi nó cho mình cái gì đây. Nhận thưởng đạt lực chiến 5000. Wow, vậy là tính là mấy cái mảnh màu tím này nó sẽ ngon hơn hả các bạn. Đây là đá, đây là đá. Rồi, đạt được 6000 thì chúng ta sẽ nhận thêm thưởng nè. Rồi, mỗi lần mà lực chiến này chúng ta lực chiến tăng lên thì chúng ta sẽ được nhận thưởng. Để mình coi lực chiến đạt tới bao nhiêu. 60.000. Wow, lực chiến đạt 60.000 là hết phần thưởng nha. Rồi, ở đây thì ui cha, cái game này đồ họa 3D hả các bạn. Ủa, chạy vòng vòng khá là thú vị nè. Đấu trường thời gian thực. Đây là shop toàn server. Để coi trong shop này nó bán cái gì nha. Wow, 1, 2, 3. Anh em mình đang có tầm khoảng 300 mấy viên nè, 300 mấy viên. Rồi cái này là ban thường, dùng để thu quà, thu phục mấy cái con Pokemon đúng không? Vậy có cái ban VIP không?
Man man man. Shop Vinh Dự. Shop Vinh Dự là chúng ta phải thử về rồi để Vinh Dự để mua ha. Mình hiện tại đang có được tầm khoảng 150. Rồi, nghiên cứu coi nè. Tinh anh mạnh số lượng rồi, nó bỏ đi nè. Mình đâu có đủ điểm đâu, mình đang có 150 thôi mà rồi trong đây nó bán khá là cao. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ ra ngoài ha. À, bạn bè, để coi coi. Xin thêm bạn bè. À, có một bạn kết bạn với mình nè. Diệt luôn. À, shop, nhiệm vụ, túi và Pokemon đúng. Rồi, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ nha. Wow, thăng level. Nhận hết luôn nha các bạn. Nhận gì cho nó lẹ chứ anh em nhận kia nó lâu lắm. Tiếp theo thì nhiệm vụ gì đây? Vượt ải thám hiểm từ 1 đến 19 hoàn thành BS khó chấp 1 đến 5. Nhiệm vụ ngày. Rồi, nhiệm vụ ngày thì để coi coi ngày hôm nay có nhiệm vụ gì. Hoàn thành 3 lần chiến đấu trong đấu trường, chat ở kênh chat thế giới 1 lần. Tiêu kim cương. À, tiêu 100 kim cương. Căng vậy, kim cương bây giờ xài cái gì cho nó ngầu đây. Thám hiểm trên biển. Rồi, đầu tiên anh em mình làm nhiệm vụ từ từ nha. À, chiến đấu 3 trận trong đấu trường. Chào mọi người trên kênh chat thế giới. Rồi, ok. Chào mọi người. Chào mọi người. Đây. Vậy mình gì à, nhân vật cấp 10 mới mở khóa. Trời ơi, hiện tại anh em mình chưa đủ cấp. Rồi, hiểu luôn. À, đến với đấu trường chiếm thêm 2 trận win nữa hả. Rồi, bây giờ thì mình thử gẹo một cái bạn level 8 và mình quýnh lợi hơn nha. Mình đang level 7. Cuộc chiến có lẽ là cuộc chiến không cân sức quá. Rồi, let's go. Rồi, cố lên anh em ơi, tốc độ luôn nha. Wow, vẫn là hiệu ứng cũ, sát thủ ăn đu đủ các bạn ơi. Đó, cũng khá là thú vị đây. Wow, cố lên coi trận này nên chúng ta vượt qua được cái cửa này hay không đây. Rồi, bỏ qua đi các bạn ơi, lượng gì cho nó lẹ đi ha. Ui, chàng quýnh thất bại rồi. Rồi, xác nhận, ok, quýnh không lại. Mình là thua người ta một cấp thôi mà quýnh không lại người ta rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài để mình làm gì đó cho level mình lên. Rồi, ok. Đây, nay chúng ta sẽ làm cái gì đó cho level tăng lên mới được. Level mới có 7 thôi, chơi trả lời ai hết. À, bây giờ thì lễ hội ngày, để coi coi trong mấy cái này nó có cái gì nha. Đăng nhập một ngày là mình nhận được thưởng nè. Nạp tích 179.000 là chúng ta nhận được thưởng nè. Wow, đạt level 10. Rồi, 7 ngày vui vẻ của server. Và đây là tiêu phí. Tiêu phí là sử dụng kim cương. Tiêu phí 500 kim cương thì chúng ta sẽ được một cái đồ. Wow. Rồi, nghiên cứu cái tựa game này từ từ mới được. Ở đây đó thì chúng ta ngẫu nhiên dùng. Đó là cái gì vậy? TML level 1. Được 2 cái, xác nhận. Rồi, bây giờ thì để mình coi coi anh em mình chiến đấu hay là đi thám hiểm được ở đâu ta. Shop túi nhân vật Pokemon đứng. Ở trên đây thì nó sẽ có là phúc lợi siêu cấp, sự kiện đặc sắc, đội hình, quà nạp, shop toàn server. Ồ, vậy rồi thì, bây giờ mình muốn chiến đấu rồi mình đi đâu ta? Muốn bắt Pokemon đi đâu đây? Wow, đây là lên level cao nó mới cho. Hoàn thành nhiệm vụ tình báo 5 lần. Ok, anh em mình làm được 3 rồi, còn 2 nữa. Mua thử. Thôi bỏ đi men. À, nó cho mình vô đây rồi nè. Rồi, chúng ta đi thám hiểm nha các bạn. Ờ, làm sao để chui vô cái chỗ này ta? Nãy mình kiếm hoài không ra luôn ấy. Rồi, chúng ta sẽ đi vô đây chiến với mấy cái bé này để anh em chúng ta tăng lên level nha. Đây rồi, let's go. Wow, vẫn là những màn trình diễn bá đạo.
Rồi rồi, cố lên cái nè. Đó, hôm nay chúng ta giải quyết luôn cái bé này coi. Ngon lành ha, chiến đấu thắng lợi, kinh nghiệm lên được chút xíu. Hãy sau tiếp luôn. Đây đó, mình làm gọi là tốc độ cho nó nhanh nhanh xíu nha các bạn. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau hốt luôn cái thành viên thứ hai của team bạn nè. Anh em mình hạ được một bé rồi. Wow, hiệu ứng rất đẹp, tê liệt. Ngon lành ha. Rồi, sau đây thì anh em mình win nhẹ. Rồi, thắng lợi, mấy con rồng lên level được chút xíu rồi đó. Rồi, ải sâu luôn. Anh em mình càng tiếp luôn nha. Rồi, tốc độ luôn. Wow, không biết còn bao nhiêu ải nữa đang chờ mình đây. Nhưng mà anh em chúng ta cố gắng rồi là lên level một chút xíu để có thể mở ra được những cái trên kia ha. Còn level thấp quá thì chả có làm ăn được gì ấy. Wow. Ôi, victory ha. Vẫn chưa lên level 8 được luôn kìa. Ải sâu nữa luôn. Ôi trời, này gọi là vượt ải mệt mỏi luôn nè. Wow, tới mấy con mới rồi các bạn ơi. Đây, mình thấy được các bạn gọi là Quyền Dương ha. Bạn ấy cầm gọi là giống như hai tay cho ấy, một tay đấm bốc ghi gớm. Đó, hiệu ứng cũng rất là thú vị luôn. Đấm ra lửa nghe. Cố lên. Wow. Và bây giờ vẫn anh em mình hạ cũng được một con rồi nè. Và bây giờ đến với hai thành viên tiếp theo. Rồi. Ui cho 200 mấy luôn các bạn. Đam của mình hình như nó to hơn ấy. Chưa lên level mà đam đã to rồi. Và em này thì thuộc hệ mộc, ăn cỏ. Rồi xong, hãy tiếp theo nữa không? Ui còn chút xíu nữa anh em mình lên level 8 nữa nè. Còn có chút xíu nữa thôi các bạn ơi, ráng lên. Ui nó không cho mình lên ta. À mở tính năng, trận mở rộng. Thôi anh em mình mở thêm được một tính năng mới rồi. Level 10 hình như mình mở được cái Zimmer luôn á. Rồi trận mở rộng, để coi coi trong đây nó có cái gì nè. Kẻ địch đấu gì? Kẻ địch trong trận mở rộng có 3 độ khó khác nhau, đánh bại chúng nhận thưởng phong phú. Ok, 3 độ khó khác nhau hử? À, đây chính là thưởng và điểm đánh bại, điểm đánh địch nhận được. Rồi, ok. Thời gian làm mới à. Bây giờ anh em mình chơi cái này tốn kim cương hả các bạn? Căng thế. 10 viên. Không biết trong đây có cái gì vui không, nhưng mà thấy tốn hết 10 viên rồi đấy. Rồi, let's go. Rồi. Nhanh gọn lẹ tốc độ luôn. Ui trời, cái cửa này dễ quá. Rồi, một hit. Wow, vậy là xong rồi, nay chúng ta sẽ chờ ha. Ui cha, này là tốn tới 50 viên luôn rồi các bạn ơi, 50 viên kim cương. Mà quýnh đâu biết quýnh lại không nữa. Let's go. Mong rằng quýnh lại nghe, 50 viên kim cương luôn ấy. Quýnh không lại là buồn lắm luôn á. Nhưng mà tình huống này mình thấy hơi căng nha. À, chưa sao các bạn ơi, mấy con này hình như là cũng còn đỡ đỡ nè. Dứt điểm, đó, được một con rồi. Xúc tiếp luôn. Không cho tem bạn gọi là trở tay hen.
Wow, thì giờ mình đã hiểu được cái tựa game này một chút xíu rồi đấy các bạn ơi. Anh em chúng ta sẽ vào cái khu vực gọi là thám hiểm ha, để chiến đấu và lên level rồi chúng ta sẽ mở thêm được những cái tính năng mới của cái tựa game này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kiếm được đồ để các bạn nâng sao với nâng cấp lên cho mấy cái con Pokemon. Nhưng mà mình nghĩ là mình kiếm mấy cái con Pokemon VIP rồi sau đó anh em mình nâng lên thì nó ok, con búp bê hơn đúng không? Wow. Rồi xong. Ui cha, đang bạn sao nhiều con thế? Mình hiện tại là mới có mấy con. Ui, khả năng siêu ủi ủi của chú ấy kìa. Ồ, thú vị dễ sợ luôn. Wow, vẫn rất là căng luôn ấy. Rồi các bạn, bây giờ còn một con mà mình còn ba nè. Đó, anh em mình tốn 50 viên kim cương gọi là xứng đáng nha. Đây rồi, có được một cái này nè các bạn. Super Pen có thể dùng trong đại lục Pokemon và thám hiểm để bắt Pokemon. Tỷ lệ bắt Pokemon N đến SSR lần là 100%, 50, 18 và 2%. N đến SSR lần lượt. À, vậy là cái con SSR là cái con mạnh hơn các bạn. Là con N là con bèo đúng không? Rồi, anh em chúng ta phải đi kiếm mấy cái con mạnh mạnh mà mình bắt chứ ha. Em này thì tốn gọi là 20 viên. Rồi, anh em mình vô chơi khô máu luôn nha. Đây. Chiến đấu nhận thưởng và mình kiếm thêm được mấy cái trứng ấy, mấy cái trứng để bắt Pokemon đó các bạn. Wow, căng thế. Rồi anh em mình hốt được một em rồi nè. Mình đang để tốc độ nhân 2, không có nhân 3 không ta? Anh em nó có tốc độ nhân 2 là hết rồi. Wow, khủng lông lửa. Ủa, con này rồng chứ, rồng lửa các bạn. Rồi bây giờ là win nhẹ cái nè. Đó, thấy hiệu ứng là thấy ok con búp bê rồi đó. Ủa, còn cái này là cái gì vậy ta? Mồi câu số lượng thì có 2 vật phẩm cần để câu cá, có thể câu được các loại cá hiếm. Ui. Ồ, thì ra là mình sử dụng kim cương đó là nên chúng ta có thể nhận được mấy cái món rồi là hiếm ấy. Thôi là mới là tốn 200. Ở đây chúng ta 2 tiếng thì anh em mình sẽ mở được một lần. Và chiếc rương này là rương 20 đúng không? Wow, cái này là cái gì vậy? Vé khiêu chiến gym số lượng có 9. Rồi ở đây anh em chúng ta có tầm khoảng tiền ha, 2000. 40 mảnh có thể ghép thành một con Ditto tinh anh. Có thể thay gì? Có thể thay thế tiêu phí Pokemon trong giai đoạn 1 đến 5 sau. Ok. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ ra ngoài nha. Cái khu mở rộng này cũng có lý đấy. À, điểm danh thì rồi bây giờ vô điểm danh thử. Wow, được một cái nè. Rồi wow, nhận bù tốn 50 kim cương. Ui cha, sao mấy cái này cái nào nó cũng tốn tiền hết trơn ấy. Vẫn thế hôm nay. À, 3 ngày thì chúng ta sẽ được cái rương này ha. Cái rương này thôi để coi 5 ngày. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì nên chúng ta sẽ ra ngoài nha mọi người. À, tiếp tục đi thám hiểm nha. Để coi trong khu vực thám hiểm này anh em chúng ta gặp được những cái gì nè. Wow. À, bắt Pokemon thử. Wow. Để coi anh em mình bây giờ đi đâu nhỉ? Mình lấy đi bắt Pokemon ha. Thôi, mình đi vượt ải tiếp đi ha. Let's go. Đây. Anh em mình chiến đấu càng nhiều thì đẳng cấp level của anh em mình sẽ lên được càng cao ấy. Hiện tại thì mình đã lên tới level 8 rồi. Wow, tiếp tục nào anh em ơi, tốc độ luôn. Đó, tuyệt chiêu lửa địa ngục. Mang em đi. Ôi chà.
Rồi, win nhẹ. À, anh em mình lên level 8 hết rồi nha. Quá tuyệt vời luôn. Ải sâu. Ô, mình nhận thêm được 20 rồi. Cố lên, không biết ải sâu qua nổi hay không. Để càng ngày nó sẽ càng khó ấy. Ui chà chà, vẫn là bé mèo muốt. Ồ, cửa này hình như là ổn nè các bạn ơi. Mới vô đã hốt được một em rồi đó. Rồi, ngon lành luôn. Ui chà chà, hiệu ứng lửa. Tiếp theo sẽ là bé mèo. Đây rồi. Wow, ok ha. Dứt điểm được bé mèo rồi. Level 8, anh em mình được level 8 rồi nè. Lên tiếp luôn. Này là anh em mình ráng lùa lùa lên lên level 10 để mình mở thử cái unlock cái kia cho nó ra sao ha. Wow, nói chung là mấy bé này thì cũng dễ vượt qua thôi các bạn ơi. Tính ra là anh em mình chưa có làm gì nhiều luôn ấy, chỉ lôi ra đánh thôi. Mình chưa có nâng chiêu hay là nâng mấy cái gì gây gớm cho tem luôn á. Ui. Wow, xong, tiếp tục nào, level mấy rồi? Vẫn là level 8 các bạn ơi, chưa lên được level 9. Rồi, thỏ trắng, tốt lắm. Wow, bắt đầu mấy con này thì nó trâu hơn rồi nè các bạn. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với 1, 2, 3. Wow, tuyệt kỹ siêu ủi ủi của chú ấy đang được tiến triển luôn kìa. Wow, lại một pha bạo kích. Thì chiêu đấm khá căng luôn. Ôi ôi, hiệu ứng đẹp các bạn ơi. Đây đây, chú có hiệu ứng nè, đẹp, anh cũng có hiệu ứng không kém phần luôn nè. Lên dĩa, ôi chà, vẫn chưa lên được. Ui, con này nó khỏe thế. Đó, nhìn y như là phim luôn. Gọi là xem phim hoạt hình các bạn. Rồi, thỏ trắng rồi, thỏ trắng cổ lên đây nè. Đi bụi. Rồi, ngon lành ha. Con này nó khoái cái chiêu ủi ủi miết hả. Ui, nó còn có chiêu né nữa chứ. Rồi, win hen. Anh em chúng ta lên được vẫn chưa lên level 9 được, công nhận. Cái game này nó nhây với mình thiệt chứ. Rồi, anh em chúng ta còn phải chiến đấu nhiệt tình vào nó mới cho lên ấy. Đây đây đây. 1 2 ok. Tiếp tục nè. À, dứt điểm được một em rồi. Bây giờ tôi vẫn là tuyệt chiêu lửa địa ngục. Anh em chúng ta sẽ mang cái thành viên bé này thuộc dòng hệ nước ấy. Wow, hút máu. Ui, chắc con này nó có hút máu nữa hứ. Đây các bạn, cái bé bên đây là hình như nó có chiêu hút máu nữa ấy. Nó hút HP công rồi. Đây, anh cho chú hút đã luôn nè. Ngon lành. Vẫn chưa lên level 9. Ôi, bây giờ tới rắn, con rắn tím này các bạn. Đây, bộ ba của nhóm Eros. Mình nhớ hình như là nhóm Eros thì phải. Nơi nào cần chúng tôi có. Nơi nào khó sẽ có chúng tôi. Đây. Rồi, đây là thành viên rắn đất luôn. Một trong những con Pokemon cũng thuộc dạng ghê gớm ha. Chuyên gia đi theo cái tem phát hoại. Và đây sẽ là bé mèo với tuyệt chiêu cấu xé đủ. Cái kiểu con mèo này nó thì nó yếu xìu hừ.
được cái ảnh xuất hiện nhiều trên TV nhưng mà thực sự thì ảnh yếu xìu rồi các bạn ơi. Đó. Wow, và anh em nào mà theo dõi mình thì cũng đã biết cách để chơi cái tựa game này rồi ha. Ngon lành luôn. Wow, anh em mình lên được level 9 đó nè. Giới hạn với thể lực đều được tăng lên hết luôn. Tăng cấp thì anh em chúng ta mở được level 10 mới mở được phòng gym. Mới có level 9 rồi, nó chưa cho mình mở phòng gym đâu. Pokemon. Wow, trong đây sẽ là những cái Pokemon ghê gớm ha. Trong Pokédex có tất cả giới thiệu chi tiết về Pokemon để xem có thể chúng đang ở thu thập được bao nhiêu. Rồi, ok. Xem chi tiết ở đây. À, để xem của mình hiện tại là mình đã thu thập được bao nhiêu ấy. Last. Wow. Đây là bảng đây là bản năng Flash đặc biệt của Pokemon. Có bản năng Flash này có thể mở khóa skin hiếm. Wow, thú vị ha. Rồi, nhận thưởng thực khúc. Tiếp theo thì anh em mình đến với tăng sao cho Pokemon lên 3 sao có thể nhận thưởng. Ồ, Pokemon nâng sao lên vẫn được thưởng luôn thử. Wow, vậy mấy con này nó tính theo bậc sao ta? Con cái màu nào là nó VIP hơn nhỉ? Ok, hiểu như đó được rồi. Rồi. Ôi chà. À, SSR. Vậy là mấy con này chắc là mấy cái con VIP này các bạn ơi. Wow, Mewtwo. Đó, một em ha. Để coi còn con nào nữa không. Wow, cách nhận làm sao để nhận đây? Nguồn là trứng hả? À, rút trứng các bạn ơi. Hên thì nó sẽ ra ha. Đây. Ra một con RSS rồi, kết quả rút rồi, ra cái trứng cù bắp rồi. Mình thấy cái màu này là thấy con cù bắp rồi. N. Rồi. Hết điểm rồi men ơi, tôi còn có một điểm một tôi ra thử dẫn mai đó. Rút thêm 85 lần chắc chắn ra được SSR. Ui chà, vậy mấy cái điểm này đi kiếm ở đâu ta? À, mấy cái điểm này sử dụng game để mua ha. 240 thì chúng ta sẽ mua được một cái. Thôi bỏ luôn đi men. Kim cương hộp tròn khó kiếm chết luôn mà. Xem thưởng, để coi thưởng cái gì đây. Wow, mấy con này là mấy con VIP nha mọi người. Và tùy thuộc vào hệ. Siêu linh thép, rồng bay, đất. Rồi, ok. Wow. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với. Để mình ra mình coi nè. Rồi, xếp loại độ hiếm. Rồi, xếp độ hiếm thì xếp theo loại đi ha. Tính toàn bộ. Vậy độ hiếm con SSR vậy là độ hiếm cao nhất không mọi người? Ồ vậy không phải rồi, khoan. Tiền chiêu công, tiền thô, tiền chiêu cấp độ. Gọi công đi, gọi công là thuộc tính. Wow, nó còn tùy thuộc theo nhiều thứ quá. Rồi, ok, mình hơi bị nhức não với cái tựa game này rồi đó nghe. Ui, chà chà. Rồi, nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Rồi, ở đây chúng ta để cho thường đi ha, bỏ cái siêu linh đi. Khỏi thuộc tính đi ha. 1, 2, 3. Vậy thì mấy cái con VIP nhất đó là vậy mấy con VIP nhất là thuộc về UR không các bạn? Tính ra mấy cái con này VIP à. Mega cách nhận để coi cách nhận nó là gì đây. Hình thái truyền thuyết của con Zasa tiến hóa Mega level 35 mới mở.
Level 35 mình mới mở được cái tiến hóa này. Còn ở dưới đây thì chúng ta thấy cái con này thuộc dòng là SSR. Wow. Rồi mấy con bèo hơn sẽ là SR ha. Rồi mấy con bèo nữa thì sẽ là R. R thì mình có được tổng khoảng 3 con rồi nè. À vậy là con N là cái con bèo nhất. Đây. Mấy con N là mấy con cù bóc. Rồi giờ là hiểu được cái tựa game này rồi đó nha. Đây anh em mình đó là muốn ấy là mình phải kiếm mấy cái con mà tầm SSR tới là mấy cái con ở trên đây nha. Ui mấy con này đẹp thế. Wow. Hết sảy luôn các bạn ơi. Ui trời nhìn nó hết sảy luôn ấy. Ngon lành. Cách nhận. Hình thế, hình thái tiến hóa Mega Godon. À vậy mấy con này là hình thái tiến hóa. Vậy là nó sẽ nằm ở bậc dưới này hả ta. Sau đó nó tiến hóa lên trên. Ui. Wow, và các bạn ơi, video đến đây cũng khá là dài rồi. Và anh em nào mà chưa like thì cho mình một subscribe nha. Và like ủng hộ mình với. Wow, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.